đi Hà Nội tốt. Bây giờ là 4 giờ sáng và chúng ta sẽ lên đường đi Hà Nội. Let's go. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở về đến vlog mới của mình. Hiện tại thì mình đang ngồi ở phòng chờ của sân bay Tân Sơn Nhất và mọi người ở đây đang rất là im lặng nên là mình quay mình ngại các bạn. Nên là bây giờ mình sẽ giả vờ là mình đang gọi điện thoại và làm vlog cho các bạn xem. Mình đang có rất nhiều ánh mắt phán xét đang nhìn mình thôi. Nhưng mà bây giờ thì các bạn xem mình ăn nhé. Bây giờ mình lại đá thêm bánh mì. Mẹ trông chán không? Như ở phòng VIP mình ăn như cái đồ. I know fucking ugly niggas just not fun. Had to zero out the fade cause I'm not one. Tự nhiên hướng nội ngang. Nhưng mà thôi, vẫn cứ cố quay cho các bạn xem. Biết đâu có gì hay ho diễn ra và mình có thể bắt lấy được nó. Như cách cô ấy bắt lấy trái tim mình. Không phải hôm nay chị vào, cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị nhá. Hôm nay có chị lại vào mẹ. Như thế nào nhở? bạn Linh, bạn chưa đủ cao đúng không? Bạn chưa được, hình như được một dưới 1m2 được free với bạn. Bạn thôi giờ bạn đo lại đi bạn. Thì ngày thứ hai ở Hà Nội thì mình đã đi Thủy Cung. Thì mình tiện review luôn Thủy Cung cho các bạn xem nhá. Thì giá vé ở đây có giá là 280.000. Và trong Thủy Cung có rất nhiều loại cá đặc sắc. Rất nhiều cá hiếm như là cá. Ở đây cá siêu hồng. Cá thì đầu nhô. Tại sao là bé như thế này mà tại sao lại cho nó bể to như thế này? Thì mẹ môi trường nó bơi. Bây giờ sao? Sao? Nhét thêm mày vào ấy. Ôi bướm này bạn. Này nhiều bướm chưa? Nhiều bướm không? Nhiều bướm vậy. Thế có thêm 2 con bướm này. Yeah, I live enough. This blunt I'm taking a puff. Đi biết rồi. Em mẹ ơi, con đi nhìn sống này. Sống mày ấy. Con nào? Con nào? Thanh lý bao tiền một ký á? Ủa trang trí, đây này ạ. À ở đây. Ê nhìn trông như kiểu chiên xù ấy. Vịt này. Ui. Ui. Nói chung thì Thủy Cung nó cũng gọi là bình thường thôi. Nhưng mà sau khi đi được tầm 2 tiếng trong đấy thì chúng mình đã quyết định là thôi, đi làm tí nước cho uống cho giải khát. Thì đang đi tìm nước thì gặp được hai bạn này rất là dễ thương luôn. Bạn ấy là tên Quân à, không, tên Cường. Từ để mình xem lại video khúc này nào. Vào vlog không? Dạ. Vào vlog, đăng vlog này. Thế à? Giới thiệu bản thân đi. Em tên là Bảo. Tên là Bảo ạ. Vâng, em cũng hay xem mấy cái tán gái của bạn. Ok. Vâng. Ok, chụp ảnh nhá. Vâng. Ok nhá. Vâng, em thấy anh hay quay bên Tây ở đâu? Đùa, anh Tây ấy, Tây nó ở trong Sài Gòn rồi. Vâng. Ok, cảm ơn. Thành công rồi bạn ạ. Thành công. Tự hào bản thân. Tôi nghĩ là cuộc đời này. Nó cũng gọi là, nói chung nó cũng gọi là gì đó và này nọ thôi, các bạn hiểu không? Thì để sĩ thân với gái thì mình đã quyết định tặng cho mỗi bạn một bông hồng. Chị ơi, tặng chị bông hoa đi. Chị không dám nhận đâu. Ba. Thế Linh đâu, tặng Linh vậy. Mất về làm thịt giờ đi, mẹ cắn bố mày đi, cho mà thành 7 món thôi. Mày chắc chưa được một món. Lên. Có quà tặng mày này. Không. Đây đi mẹ. Từng người nó vừa dọn ra rồi. Đi đây. Sau một ngày dài đi chơi với hai con vịt rời thì mình đã quyết định gặp hai người fan cốt lõi của mình tại một quán cà phê gần bờ hồ. Hello các bạn nhỏ nhá. Hello thầy. Hello các bạn nhỏ nhá. Hello. Hello nhá.
Ok, tè. Lên vô. Mày à, chúng mày nữa. Đã cười rồi. Lên đâu nhở? Hết cho tao được lo nha. Hello các bạn. Hello. Mình đang ở đâu nha, bạn giới thiệu đi. Mình đang ở nhà thờ lớn nha này. Mình đang ở Hào Cà Phê. Mà chúng mình đã ăn bát đá bát miến lươn rồi. Ừ. Đâu giờ không phải nhìn cái đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn à? Hai người mẫu. Trên phố đông giữa hàng nghìn con người. Mày cầm thế. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông nơi anh để tỏ xa lòng anh. Nhưng gương mặt lạ lầm nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Xa đầu nhìn bóng cây, ôi thật lãng tử. Rồi các bạn, hôm nay chúng mình sẽ đi Hà Nội nhá. Hôm nay chúng mình đang ở Hồ Gươm, còn được gọi là Hồ Hoàng Kiếm. Cho những bạn nào mà ở Sài Gòn giống mình thì hôm nay mình đi cùng với lại Nobody. Và bây giờ mình đang đi ra Trang Tiền để mình ăn kem. Ăn kem nha. Thời tiết hôm nay khá là nắng, khá là nóng. Gió hơi mát. Mày quay kìa, đéo phải quay gần đấy. Nó đâu cũng... đâu, quay đây, chỉ đâu, đây là gì, đây là gì. Các bạn ơi, đây là một đám cưới này, chú ý Nobody. Chúc cô hai nhà nhá, chúc cô hai nhà nhá. Đi. Giờ tới giờ chương trình bắt cóc trẻ con và chúng mình sẽ ném xuống hồ. Đéo nhiều. Ơ nó đi thật à? Ê mày, nó đi thật kìa mày ơi. Ê nó đâu ấy. Ô, bạn nào đây? Ô, chào bạn. Bạn này bạn nào ấy? Gặp người lạ trên đường. Ô. Trời, hôm nay đẹp nhỉ? Đẹp bằng bạn. Kinh tởm. Em thử thách. Thật đéo. Phải quay đâu rồi mà. Tâm nhầm. Nhìn kèm các bạn. Đây là hình ảnh của hai con phượng chụp ảnh. Khiếp, như người mẫu thật luôn này. Kim K đồ. Hai bó đây, chúng ta đã chốt được hai bó. Mình được bạn Tiệp tặng nha, vui quá. Của bạn Linh tặng cho mẹ. Bạn Linh cảm thấy sao? Hết mẹ dung lượng thải. Chụp xa lắm cô. Trời ơi. Về thôi. Em nhìn cái gì? Sao mày phải đứng cao lên chứ? Mày chụp không? Mình đang bạn nhìn cái đéo gì. Hello các bạn, hiện tại mình đang ngồi ở quán cà phê nào đó rất là xịn sò luôn. Cảm giác như Phạm Nhật Vượng. Hôm nay hợp đồng 100 tỷ của em tới đâu nhỉ? Em nghĩ là sò ra rồi nhỉ. Em dám phản anh nhỉ? Gặp mẹ mỏng phản cái. Cầm. Em sao đẹp bằng hoa. Ừ, làm gì có hoa nào đẹp bằng em. I'm taking a puff. Định ví em đẹp như hoa. Ôi. Nhưng làm đéo gì có hoa nào đẹp bằng em. Yo, what's up, xin chào cả lò. Hôm nay Ư dồi. Hồi đi. And I live in enough. Hello các bạn nhớ, thì hôm nay mình đang đi ăn gặp những anh em gặp từ trên mạng. Hôm nay chúng ta đã gặp nhau ngoài đời. Đây là anh Độ nhớ, đây là anh Hoài nhớ, còn đây là anh Nhân Minh đúng không? Đúng rồi, yes sir. Tính như là cô giáo viên chủ nhiệm em cũng xem biết anh ấy nào ấy.
do nếu mà cô xem được vít này thì cô xin cầu xin là cô cho con với Hoàng ngồi vào bàn cuối đi, chứ ngồi bàn đầu không ngủ được cô ạ. Cảm em nhá. Nó vậy. Mày ba, xin lỗi. Cũng ngang ngang nhau thôi. Hoàng cao tí. Xin lỗi. Cắt nhớ, cắt nhớ. Cắt nhớ, cắt nhớ. Tôm được bóc, tôm được bóc rồi. Ôi, ok. Mười sau nhà hàng nhé. Cảm ơn anh. 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 Ô, anh David Nguyên. Chú cái chóa gì? And I live in enough. This blunt, I'm taking a puff. I'm starting to feel like it's us. No trust, I do. Giống như tao nhưng bị ngày này nói dập xong tâm lý ở dưới đấy. Tao thoát được tai nạn, thoát được anh vùng dao. Tao đánh được tất cả để chân chạy đến được đây. Trên cao, tao biết là tao vẫn đang chính là tao. Khi mà chơi chán và phim xa mau. Đôi khi rất là cô đơn, tao lấy hết sự cô đơn. Tao lấp vào trong bánh ca. Thế chiều anh mở nhạc gì mà đứng? Chiều nay anh ấy xuống order nhạc nha. Bài gì ấy? Chân quá. Dior rồi sao ấy. Anh chào, đáng yêu à. Đấy, hôm nay chúng mình đang ăn cái gì nhỉ? Mấy cái gì nhỉ? Chân chen nướng. Ừ, đây là lần đầu tiên mình ăn món này. Ok nhá. Mời các bạn thưởng thức. Let's go. Thơm không? Cảm nhận. Mình điên được ghê. Tức. Ôi bác nhìn rõ lông mi người ta rồi. Mời các bạn nhá. Trà đá đấy nhá. Sữa đậu nành thì đều thì sau nhá các bạn. À một rồi. Nhưng không không có sữa đúng không? Không mà có sữa đậu nành. Mẹ có uống gì lắm đấy. Sau hai cái. Nếu mà chiều nổ. Cái gì? Tầm gì chiều ý là phải đập mà. Hãy いただきます. Cảm nhận. Đây là food tour thứ hai, hôm nay mình ăn nem rán nhá. Mời các bạn nhá. Ngon không? Thôi các bạn ăn hết món này nhá. Món này không phải sở trường của tớ rồi. Thế á? Ừ. Món này á? Không, món kia. Mẹ bảo món này đập phát luôn. Như thèm ăn hào vậy. Đây là food tour thứ ba nhá. Ôi, ôi ngon tê nhờ. Ngon tê nhờ. Ngon, ngon, bay hồ luôn. Và các bạn nhá. Mày kiểu làm cái bộ tao. Các bạn hôm nay mình làm phi công nhá. Tôi theo tôi nhé, ông yêu ông ăn nó bắt được ngay vài năm ngay. Thế thôi, đơn giản bây giờ làm gì thì có pháp luật không? Đánh người làm gì? Hôm nay nắng nhỉ? Ừ, nắng quá. Nắng thì phải làm sao? Chứ biết tại sao hôm nay Hà Nội nắng ngày không? Phải có chị ra đường. And I'm taking a puff.